Chào các bạn, mình là Lâm đến từ cộng đồng Arsenal Group. Thì trong quá trình làm affiliate chúng ta sẽ có hai trường phái, đó là Free Traffic và Paid Traffic. Thì với mình thường sử dụng trường phái là Paid Traffic, và công cụ Google Ads là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho mình trong quá trình làm affiliate. Đồng thời Google là công cụ tìm kiếm đang đứng top 1 thế giới. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng Google Ads để chạy quảng cáo các sản phẩm affiliate là một trong những cái việc mà mình thấy rất là tốt và rất là hiệu quả. Do đó, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản Google Ads để chúng ta có thể thực hiện những cái chiến dịch quảng cáo trên Google tìm kiếm. Bước 1, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái Gmail hoàn toàn mới. Đừng có sử dụng Gmail cá nhân ha các bạn. Các bạn có thể tạo một cái Gmail mới hoặc là mua một cái email mới nào đấy, và các bạn tạo tài khoản như thế thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, sau khi các bạn có Gmail, các bạn đăng nhập vào cái đường link ở dưới phần mô tả video. Thì khi các bạn nhấp vào cái đường link đó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Các bạn nhấp vào cho mình chữ bắt đầu ngay. Rồi, khi các bạn nhấp vào đó sẽ chuyển qua cái giao diện như thế này. Các bạn chọn cho mình chuyển sang chế độ chuyên gia. Ở phần này các bạn không cần phải tạo chiến dịch. Các bạn chọn cho mình là tạo tài khoản mà không cần tạo chiến dịch. Sau đó các bạn điền các thông tin như sau: quốc gia thanh toán các bạn chọn Việt Nam, múi giờ GMT cộng 7, tiền tệ là Việt Nam. Ở phần này các bạn có thể chọn có hoặc không, tùy, không sao cả ha. Nếu mà chọn có thì Google sẽ thường xuyên gửi cho chúng ta những cái thông báo này, như là mẹo này, ưu đãi khuyến mãi nè. Ở đây thì các bạn cứ chọn không đi, rồi bấm gửi, sau đó các bạn chọn khám phá tài khoản của bạn. Ok, và như thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc tạo một cái tài khoản Google Ads. Việc tiếp theo là chúng ta ép cái hồ sơ thanh toán của chúng ta vào cái tài khoản này. Thì để ép cái hồ sơ thanh toán, các bạn vào cho mình cái hình kênh công cụ và cài đặt. Sau đó các bạn chọn không thanh toán. Ở mục này các bạn lưu ý giúp mình ha. Chọn loại tài khoản là chọn cá nhân cho mình. Sau đó các bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình vào Nguyễn Văn A. Rồi, trước khi mình nói về cái vấn đề này thì sẽ nói sơ về cái phương thức thanh toán của Google Ads. Thì hiện tại Google Ads ở Việt Nam đang triển khai hai phương thức thanh toán chính, đó là sử dụng thẻ Visa. Thì thẻ Visa các bạn có thể sử dụng thẻ Visa trả trước hoặc là thẻ Visa trả sau. Và phương thức thanh toán thứ hai là Momo. Thì ở đây mình khuyến khích các bạn sử dụng Momo làm phương thức thanh toán. Tại vì sao? Tại vì sử dụng phương thức thanh toán Momo nó rất là tiện lợi và rất là nhanh. Các bạn nạp tiền cũng nhanh nữa. Và khi mà mình hủy tài khoản, hoàn tiền ấy, Google hoàn cái số dư còn lại trong tài khoản về á, thì nó chỉ trong tầm 14 ngày thôi. Nó rất là tốt so với cái việc là chúng ta sử dụng thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard. Tuy nhiên, đối với những nhà quảng cáo lâu năm thì họ lại thích sử dụng thẻ Visa là phương thức thanh toán hơn. Thì sau này á, các bạn làm việc thường xuyên với Google Ads, có kinh nghiệm nhiều rồi, thì các bạn sẽ tự quyết định được cho mình là các bạn nên chọn Visa hay là Momo phù hợp với lại cái chức năng của mình. Rồi, Nguyễn Văn A, dòng địa chỉ các bạn nên điền đúng cái địa chỉ mà các bạn đăng ký trên thẻ, hoặc là cái địa chỉ khớp với lại cái căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của mình ha. Rồi, sau khi các bạn điền địa chỉ xong, ở trong một thành phố các bạn chọn Hồ Chí Minh. Nếu các bạn ở đâu thì các bạn điền vào thành phố ở chỗ đó ha, tỉnh thành Hồ Chí Minh, mình ở Hồ Chí Minh. Rồi, mã bưu điện của Hồ Chí Minh là 700000. Trong quá trình mà các bạn không biết cái mã bưu điện của tỉnh thành mình ở là như thế nào, các bạn có thể lên Google, các bạn gọi cho mình là mã bưu điện. Ví dụ bạn ở Hà Nội thì các bạn gọi là mã bưu điện Hà Nội. Rồi, nó sẽ ra những cái thông tin như thế này nè, zip code nè, mã bưu điện zip code tỉnh thành Hà Nội, các bạn nhấp vào đây. Và các bạn yên tâm đi, cái đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video ấy, các bạn có thể nhấp vào đó tham khảo ha. Sau khi các bạn điền xong, ở đây Google bắt chúng ta phải thanh toán tối thiểu là 160.000 đồng khi mà chúng ta ép hồ sơ thanh toán vào. Thì ở đây các bạn điền 160, và phương thức thanh toán ở đây các bạn có thể chọn Momo hoặc là thẻ tín dụng. Thì nếu các bạn chọn cái thẻ tín dụng, các bạn điền cho mình cái số thẻ. Cái số thẻ là cái số mà nằm trên cái thẻ ấy. Rồi, ở đây là ngày tháng năm hết hạn của cái thẻ, và cuối cùng là mã CV. Và tên chủ thẻ thì các bạn điền đúng cái tên được in trên cái thẻ cho mình. Sau đó các bạn bấm nút này và các bạn bấm gửi. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc tạo tài khoản Google Ads và ép hồ sơ thanh toán vào tài khoản này. Việc còn lại là các bạn thao tác bằng cách lên chiến dịch và chạy quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên follow và theo dõi mình nhé.